kia tới rồi kìa. Cả nhà Elina đi dạo nè, ta thảo dắt cả nhà Elina đi dạo nha. Đó. À và anh được ở bên đó hả? Bên đó là em nói có ô xăng hả Thảo? Dạ, bên đó chị. Chợ rồi tiệm rồi luôn phải không? Đúng rồi. Mình là mình quay cái bên đây đúng không? Bên đây là đồ hiệu không? Quay đồ hiệu không quay. Bên đó cũng có hiệu mà hiệu thường không bên. Đó, quân lính nhà mình nè. Nhà Elina một đứa, nhà Thảo hai đứa. Đó, tới rồi đó. Trong đó cả nhà. Đi, đi đi. Mình đi từ từ đi bao qua. Bên đó là chị là bao lâu đó bên đó. Em thường đi chợ bên đó hả? Bên đó đi chợ. À quê đi chợ bên đó. Rồi. Mình là có xe thấy rồi, La Vallée Village. Đó. Quê đi thẳng tới đẳng rồi băng qua. Đi trước đi, đi trước đi. Kìa nó đứng gác cổng đó kìa, thấy chưa? Kìa. Hồi tới ngay cổng đó mình chụp hình cái Thảo. Rồi, đó bữa nay Thảo dẫn mình đi đây nha cả nhà. Tại nhà Thảo kế bên đây. Nhà Thảo kế bên đây dạo sướng ta. Sướng ta, sát bên luôn. Rồi tới giờ sẽ vô đó nha. Đồ hiệu không trong đó đó nha. Này nè, tiệm Guess. Bên đây Ken Villa nè Thảo. Ken Villa, cái chai dầu thơm hôm qua chị cho em là hiệu này nè, Ken Villa. Sika. Hả? Có giảm không? À, quên, đợi giảm hết phải không? Mẹ mẹ hả? Nước lạnh hả? Đó mẹ đâu có tiền chai nước lạnh. Có mà chia nữa. Muốn uống nước lạnh hả? Trong giỏ Lina có nè. À, nước đá không có à. À có hiệu ấy luôn nhà Thảo Polo luôn. Cái xe đạp dễ thương không? Nè đó, quá dễ thương luôn. À giờ tới đây cái nó chẻ ra hai bên hả? Qua bên đó cũng quá trời tiệm. Rồi bây giờ quân lính nhà mình quẹo qua đây. Đây cái tiệm này ngon không ta, sắp hàng quá trời ta. Thảo hoa ăn thử không Thảo? Không biết sao người ta xách hàng quá chừng luôn. Thôi ăn thử nha. Trời ơi nè, thấy chưa? Cưng không? Cái xe màu xanh đẹp luôn. Đó. Rồi đi dạo tiếp nè. Đi Valentino nữa kìa. Rivenchy. Quê bên kia quê. Quay đi đi. À, điểm velo. Hai velo luôn hả? Hai Thảo làm velo dễ thương đó, Thảo. Hai chiếc luôn. Màu vàng với màu xanh dễ thương không? Mé nào? Sách vở hả? Có người sách vở mà quê sách hàng quê kìa, Gucci kìa Thảo. Về mẹ bà thì bán ấy, bánh macaron nổi tiếng. Ơi ba ba đâu rồi? À mẹ muốn quay con à, con quay con. Ừ, ok rồi Nguyên. Ba đi tuốt trước rồi kìa. Ơi cô chú quay. Yeah, Valentino. Hôm nay mình đi mua đồ. À mình đi mua đồ. Đi mua đồ cho Luca. Rồi. Rồi. Đi. Đây nè, tiệm bánh macaron nổi tiếng nha của Pháp nha. Dẹp mì đó. Bánh với macaron nổi tiếng của Pháp. Uchi nè Thảo. Uchi nè Thảo. Vô vô cho anh Hưng vớt cái vỏ 4-5 ngàn cho Thảo. Ha. Vớt cái vỏ 4-5 ngàn. Hả? Nghĩ sao mà tiền đâu mà vô đó em. Vô nhìn rồi đi ra. Mình không mua nó chắc nó cho mình vô không? Cho chứ chị. Cho hả? Ừ quý thấy thôi. Chết chứ, dễ thương quá. Cái này dễ thương quá.
Làm sao anh Hưng nó muốn vô phải làm sao? Vô phải có số khó. À quà la quà. Cái gì kỳ vậy? Hưng quá. Rồi đi nè. Thảo có giảm không? Tối. Được rồi. Vô coi đi. Thiệt hết vô coi. Đi vô coi. Vô coi có giảm không? Đi vô coi nè. Không, bữa nay sợ ông ta tự nhiên kêu vợ mua mấy hộp kho tặng. Tại này biết sao không? Hai đứa nó nắm tay nhau đi dạo lại. À ok, nó đi dạo lại mấy cái con nhỏ Phi này. Có mấy nhỏ Phi, à Burberry nè. Đây có tiệm Burberry nè. Ồ, mấy nhỏ Phi dễ thương quá nè. Nó không cho mình đặt mấy nha con. Đẹp không? Đẹp không? À, đứng đây đứng đi chụp hình được. Có Thảo. Hiểu đây hả? Ui ui có chị cũng phải. Vậy đến hồi vô thử thì có rẻ không? Để ở đây nó trang trí velo hả Thảo ha. Quê bên kia màu xanh. Đây màu cam. Nhiều tiệm thiệt luôn á, trong đây nhiều tiệm ghê luôn á hả? Ừ, nhiều tiệm. Đó Thảo, cái nào được hả? Bên đây nè, bên đây nè em. Coi mấy cái đó, coi phụ lấy một cái. Rồi Elina mua được rồi. Bí mật trong giỏ đó là cái gì nha? Bí mật. Ai gọi ngoài? À kìa. Ổng hói rồi đó hả? Không có, ý là ổng ra đó ngoài. Ờ, ui. Đó, Valley Village. Đây. Đây. Uống nước rồi con, để mẹ lấy cho. Đây hai chị em đi dạo. Em mua cadeau cho anh hai. Đi dạo được chút xíu. Mua được mấy món, giờ mượn Tâm Tâm sách rồi đó. Được mấy món hay gì nè ha? Ba món. Cho ba người đàn ông. Ba món cho ba người. Hai người đàn bà bữa nay đi không được gì hết. Hai người đàn bà này bữa nay ra ghìa. Ủa anh Hưng cuối cùng mua được ấy không? Không được cái bóp luôn hả? Hà quê. Thôi bây giờ dạo vòng xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi về đây. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.